Cái đầu này mình có thể bẻ bẻ xuống được nha các bạn, xây được. Bấm lên quay đèn sáng. Chớp hai đầu. Đầu bên đây chớp nè các bạn, bên đây cũng chớp nè các bạn. Chớp ba kiểu. Bấm một cái chớp một cái. Đó. Con tắc nó nằm đây các bạn, tắc nó nằm chỗ đen này nè. 1. Này các bạn nhìn lại nè. 1 chớp nè. 2 kiểu nè. 3 kiểu nè. Kiểu tư là tắc nha các bạn. Đèn chớp ông già Noel các bạn. Mẫu này nè các bạn. Nhìn cái nón. Các bạn nhìn cái màu rất là đẹp nha. Nhẹ thì nó chớp 3 kiểu các bạn. Bấm một cái chớp một cái nè, 1 kiểu nè. 2 kiểu nè. 3 kiểu nè. Mẫu tiếp theo đó là mẫu hình cây nâu thông, cây thông ông già Noel, cái cây thông các bạn. Hình cây thông nha, các bạn nhìn đi. Cây thông. Mẫu này thì nó chớp, nó có con tắc các bạn, bấm lên thì nó chớp, nó có chớp vậy đó. Bấm xuống thì nó tắt, bấm lên thì nó chớp các bạn. Nó chỉ có một chức năng vậy thôi. Đấy. Mẫu kế tiếp đó là mẫu con cây quay Kitty nha các bạn. Là cái mẫu này. Cây quay Kitty. Cái mẫu này để xài pin lớn nha các bạn. Pin ó. Các bạn lắp 3 nhân pin vào nhé. Con tắc nó nằm đây các bạn. Đây, các bạn quay nó nè. Con tắc lên. Đây. Quay cái tiêu. Cái mẫu tiếp theo đó là mẫu cây quay con Pikachu các bạn. Cây quay Pikachu là mẫu này. Đây các bạn. Mẫu này nó cũng xài pin lớn nha các bạn, xài 3 viên pin luôn. Pin lớn mình lắp dưới sau lưng đó nè, lắp 3 viên. Rồi con tắc nó nằm đây nha các bạn. Tắc nằm đây. Đặt đi. Rồi. Cái đầu này mình có thể bẻ xuống được nha các bạn, xây được. Đó. Xây được nha. Xây được, bạn nhìn nè. Cái mẫu tiếp theo đó là mẫu Doraemon nha các bạn, Doraemon đèn. Đó. Thì cái mẫu này cũng xài pin lớn nha các bạn. Bạn pin lắp cái này các bạn. Đây. Đây các bạn. Công tắc nằm đây các bạn. Bấm lên quay. Đèn sáng. Bấm thì tắt. Sản phẩm đồ chơi phát sáng đèn chớp các bạn ngay mùa Noel và ngay mùa Tết đó thì nó sản phẩm rất là nhiều mẫu mã đó. Mình ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn xem một số cái mẫu mã như vậy thôi nha các bạn, còn những mẫu mã khác thì nó cũng cách chơi và cũng tương tự nhau nha các bạn. Mình có để trên ảnh đó, các bạn có thể xem mẫu cập nhật của mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nhé.